Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 9 câu 1 đến câu 8. Khi ấy Đức Giêsu xuống thuyền, băng qua hồ, trở về thành của mình. Người ta liền khiêng đến cho người một kẻ bại liệt nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giêsu bảo người bại liệt: "Này con, cứ yên tâm, tội con được tha rồi." Có mấy kinh sư nghĩ bụng rằng: "Ông này nói phạm thượng." Nhưng Đức Giêsu biết ý nghĩ của họ, liền nói: "Sao các ông lại nghĩ xấu trong bụng như vậy? Trong hai điều, một là bảo tội con được tha rồi, hai là bảo đứng dậy mà đi, điều nào dễ hơn? Vậy để các ông biết, ở dưới đất này, con người có quyền tha tội." Bây giờ Đức Giêsu bảo người bại liệt: "Đứng dậy, vác giường mà về nhà." Người bại liệt đứng dậy, đi về nhà. Thấy vậy, dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người được quyền năng như thế. Kính thưa cộng đoàn, hôm nay tiếp tục trong hành trình đi rao giảng tin mừng của mình. Đám đông thấy Chúa Giêsu và họ tin vào quyền năng của Chúa Giêsu. Để rồi họ khiêng một người bại liệt đến để xin Chúa Giêsu chữa cho họ. Thấy lòng tin của người bị của cái nhóm người khiêng anh bại liệt đó. Và chắc chắn thì cái anh bại liệt này anh cũng đã tin rồi. Anh khát khao và anh mới đồng ý cho người ta khiêng anh đến để xin Chúa Giêsu chữa lành. Và đối diện, đối lập giữa những người tin Chúa và những người kinh sư, chúng ta thấy hai cái suy nghĩ và hai cái nhìn khác nhau. Những người mà tin và ăn bại liệt thì tin vào quyền năng của Chúa và xin Chúa chữa lành cho mình. Nhưng mà ngược lại, những người kinh sư thì không những không tin mà trong lòng còn chất chứa cái sự xấu xa, cái bụng dạ xấu của mình. Kinh sư nghĩ trong bụng là ông này phạm thượng. Và chúng ta thấy Chúa Giêsu biết được ý nghĩ của họ liền nói: "Sao các ông nghĩ xấu trong bụng như vậy?" Chúa Giêsu là đấng quyền năng. Ngài không chỉ là chữa lành cho con người, mà Ngài biết được lòng dạ của con người. Những người kinh sư lòng dạ xấu xa, họ không tin vào Chúa và họ cũng không muốn ai tin vào Chúa. Và chúng ta thấy điều bi đát nhất là họ phản đối cái công việc tốt đẹp, cái sự tốt đẹp mà Chúa Giêsu đã làm cho dân chúng. Điều đó là cái điều bi đát. Bởi vì lẽ ra dù cho không tin đi chăng nữa, nhưng mà họ thấy việc tốt của Chúa Giêsu làm thì lẽ ra họ phải ủng hộ hoặc là họ im. Nhưng không, họ lẩm bẩm suy nghĩ trong bụng. Bụng họ xấu mà. Chúng ta thấy cái tâm của họ nó không tốt. Để rồi từ trong lòng của họ, từ cái tâm tối tăm của họ, họ suy nghĩ. Và họ đã ra tới cái hành động là đã đem đi giết Chúa Giêsu. Và chúng ta thấy cuộc đời của họ nó chỉ dừng lại ở cái đó thôi. Cái tâm của họ tối, cái tâm của họ đen. Để rồi họ thấy cái gì không vừa lòng họ là họ bắt đầu lên tiếng đủ thứ hết. Nói này, nói nọ, nói hành, nói xấu, chỉ trích. Chúa Giêsu có lẽ là một trong những nạn nhân phải nói rằng là lớn nhất, nặng nề nhất đối với những người kinh sư và biệt phái như thế này. Họ soi mói Chúa Giêsu từng lời ăn tiếng nói, từng hành động của Chúa Giêsu. Và chúng ta thấy khởi đi từ cái tâm xấu, cái tâm ác, cái tâm không tốt. Nhưng mà kính thưa cộng đoàn, chả phải thời Chúa Giêsu đâu. Nhưng mà thời nào cũng vậy. Chúng ta thấy có những cái tâm nó không được sáng lắm. Ở ngay trong gia đình, trong giáo xứ, trong các hội đoàn, nơi các ca đoàn mà chúng ta sinh hoạt. Có những công việc của người này người kia họ làm rất tốt. Họ muốn phục vụ Chúa qua nhà thờ, qua các cha,
qua các hội đoàn nơi họ phục vụ. Nhưng mà chắc gì họ đã được bình an đâu. Họ không được bình an bởi vì có những người gọi là cái tâm xấu, chỉ trích, lên án, nói hành, nói xấu. Có những người mất nhiều thời gian và thậm chí tiền của nữa để dâng cúng cho nhà thờ, để dâng cho các cha, để làm việc từ thiện hay làm việc bác ái hay làm việc trong xứ. Nhưng mà cũng đâu có yên với những người soi mói. Có những người họ không vừa ý của họ, họ chỉ trích đủ thứ hết. Họ không làm thì thôi, họ im lặng cho họ người khác làm. Nhưng không, họ không tin Chúa, họ cũng chẳng quảng đại, họ cũng chẳng bỏ cái gì ra của họ cả. Nhưng mà cái chuyện quan trọng là họ thích nói, họ cứ thích lên án, họ cứ thích chỉ trích thôi. Có những người không làm gì cả, mà chúng ta thấy họ đơn giản lắm. Thường thì họ không làm nên họ dễ chỉ trích lắm. Họ không làm nên họ đâu có thời gian đâu, họ đâu có rảnh đâu. Họ rảnh mà, họ đâu có vất vả đâu. Nên là chính vì họ rảnh quá nên họ ngồi họ soi mói người này người kia, họ lên án người này người kia. Đó là một cái thực tại trong cuộc sống của chúng ta. Và rồi chúng ta cũng được mời gọi lựa chọn cho mình một cái cung cách sống. Nếu như mình không làm được việc tốt thì thôi, cũng đừng lên án ai, cũng đừng nói xấu ai. Nếu mà mình làm được thì mình cố làm, đừng ngại những lời ra tiếng vào. Bởi vì đâu đâu cũng có những lời ra tiếng vào. Nếu như mà ngại trước những cái lời đàm tiếu đó thì chắc có lẽ chúng ta sẽ không có thực hiện được cái điều bác ái nơi trong cung lòng, nơi trong tấm lòng của chúng ta. Chúng ta đừng ngại với những cái lời chỉ trích của người này người kia. Chúng ta coi như không có đi. Có một cái câu nói xem chừng ra nó rất là hay nhưng mà cũng tế nhị. Nói ra đôi khi dễ bị hiểu lầm. Có một cái câu nói mà chúng ta thấy nó hay lắm. Chó sủa mặt chó, người đi mặt người. Nhiều khi ông bà mình có những cái câu nói hay lắm. Chó sủa mặt chó, người đi mặt người. Mặc dù những người kinh sư biệt phái và luật sĩ Pharisêu có nói này nói nọ, nhưng Chúa Giêsu vẫn sống tốt. Chúa Giêsu vẫn hành động tốt. Chúa Giêsu vẫn thực thi quyền năng của Ngài trong cuộc đời này. Nếu mà Chúa Giêsu e ngại những người biệt phái và luật sĩ, chắc có lẽ Chúa Giêsu không làm được cái gì đâu. Và chúng ta cũng có nghe được cái câu nói là chó thì nó hay sủa khi mà nghe tiếng người lạ. Ở trong cuộc đời này nó cũng vậy thôi. Chó nó hay sủa khi nó nghe tiếng người lạ lắm. Nên là chúng ta thấy ông bà mình dạy cho mình những câu đó đó. Để mình áp dụng vào trong cuộc đời của mình. Có những người họ không làm gì cả, họ thích chỉ trích. Có những người ngồi đó là chỉ có chỉ trích thôi. Từ cha xứ họ cũng còn không tha nữa mà. Cha xứ họ cũng không buông tha nữa, huống hồ chi là chúng ta. Chúng ta là những con người bé nhỏ trong cuộc sống, trong cộng đoàn, trong giáo đoàn, trong hội đoàn. Đôi khi chúng ta cố gắng hết sức để chúng ta xây dựng giáo đoàn, giáo xứ, hội đoàn của chúng ta, ca đoàn của chúng ta. Nhưng mà chắc chắn cũng có những người này người kia, họ cũng bày tỏ thái độ này, thái độ đó. Và chính vì thế xin Chúa cho chúng ta nhận ra điều đó rất là bình thường trong cuộc sống. Và chúng ta chắc có lẽ cũng đã từng mang nỗi đau khi mà người khác chỉ trích, khi mà người khác lên án, khi mà người khác nói xấu chúng ta rồi, thì chúng ta cảm nhận được cái nỗi đau đó, để rồi chúng ta cũng ý thức trong cuộc đời của chúng ta, để chúng ta nhìn thấy ai làm được cái gì tốt thì cứ để họ làm, đừng ganh tị. Cái tội xấu nhất của con người ta từ muôn thuở, từ cái vườn địa đàng đó chính là cái sự ganh tị. Để chúng ta thấy rằng là mình ganh tị với người khác nó mệt lắm. Nếu như mình có cái tánh ganh tị thì mình xin Chúa thêm ơn cho mình, để mình nhìn nhận ra mình, khả năng của mình. Không có thì để cho người khác làm. Người khác làm tốt thì cứ để cho họ làm. Thì xin Chúa thêm ơn cho chúng ta. Cái chuyện quan trọng nhất là cái chuyện phản tỉnh trong cuộc đời. Phản tỉnh rất quan trọng. Thì chúng ta luôn luôn xin Chúa cho chúng ta luôn luôn nhìn ra cái khuôn mặt thật, con người thật của chúng ta. Để rồi chúng ta đừng lên án, chúng ta đừng chỉ trích, chúng ta đừng kết án những người mà làm tốt. Ai làm tốt được thì cứ làm. Và ngược lại, nếu như chúng ta có một công việc gì tốt đang phục vụ trong giáo xứ, trong ca đoàn, trong hội đoàn, thì chúng ta cứ hãy phục vụ, làm sao tránh được khỏi miệng đời. Người ta nói thì chuyện của người ta, nhưng chúng ta sống lương thiện, chúng ta sống với lương tâm ngay lành, với tất cả những ý tốt của chúng ta, thì chúng ta chẳng sợ ai cả. Xin Chúa cho chúng ta có một lương tâm ngay thẳng, và cái lương tâm ấy là cái lương tâm sẽ không bao giờ chỉ trích xét đoán ai cả. Xin Chúa cho ta một cái lương tâm tốt để chúng ta sống tốt giữa cuộc đời,
Chúng ta đừng bắt chước những người biệt phái, những người luật sĩ, những người kinh sư. Họ là những người chuyên môn soi mói và lên án khi thấy người khác làm việc tốt.